Điều kiện để bảo lãnh hôn thê hôn phu qua Mỹ. Muốn bảo lãnh hôn thê hôn phu qua Mỹ thì khi bắt đầu làm hồ sơ, quý vị cần xem xét mình có đủ yêu cầu để nộp đơn cho diện này hay không. Đối với người bảo lãnh: 1. Phải là công dân Mỹ và từ 18 tuổi trở lên. 2. Phải là người độc thân hợp pháp. 3. Dự định kết hôn trong vòng 90 ngày kể từ ngày người được bảo lãnh nhập cảnh Mỹ. 4. Đã gặp mặt nhau trong vòng 2 năm kể từ ngày nộp đơn. 5. Đáp ứng được yêu cầu thu nhập. 1. Phải là công dân Mỹ từ 18 tuổi trở lên. Người bảo lãnh phải ít nhất 18 tuổi và chứng minh mình là công dân Mỹ. Thường trú nhân, thẻ xanh không được phép bảo lãnh cho hôn thê hôn phu. Thường trú nhân có thể bảo lãnh diện vợ chồng, tuy nhiên thời gian chờ đợi có thể là 2 năm hoặc lâu hơn. 2. Có quyền kết hôn hợp pháp. Nếu trước đây đương đơn đã từng kết hôn, đương đơn phải cung cấp bằng chứng rằng cuộc hôn nhân trước đã kết thúc bằng giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử. 3. Có ý định kết hôn trong vòng 90 ngày. Quý vị phải thuyết phục sở di trú và lãnh sự quán rằng mối quan hệ này là thật và quý vị thật sự có ý định kết hôn trong vòng 90 ngày. Việc này để tránh những trường hợp gian lận của những người muốn kết hôn với công dân Mỹ vì mục đích nhập cư. 4. Đã gặp mặt hôn thê, hôn phu trong vòng 2 năm trở lại đây. Quý vị phải chứng minh rằng quý vị đã gặp mặt nhau ít nhất một lần trong vòng 2 năm tính từ lúc nộp hồ sơ bảo lãnh. Trường hợp ngoại lệ: nếu yêu cầu trên làm ảnh hưởng đến phong tục tập quán hay tôn giáo của đất nước quý vị. Nếu quý vị có thể chứng minh hoàn cảnh vô cùng khó khăn để có thể gặp mặt nhau. 5. Yêu cầu thu nhập. Hồ sơ bảo lãnh diện hôn thê hôn phu, visa khai quan được chấp thuận hay không dựa trên khả năng tài chính của người bảo lãnh. Người bảo lãnh phải có thu nhập bằng hoặc cao hơn so với thu nhập yêu cầu trong bản hướng dẫn nhập cư. Nếu quý vị không đáp ứng được yêu cầu thu nhập thì có thể thay thế bằng cách chứng minh tài sản. Quý vị có thể sử dụng tài sản của mình như là đất đai, nhà cửa, cổ phiếu và chứng khoán v.v. để bảo trợ tài chánh cho hôn thê, hôn phu của quý vị. Giá trị tài sản phải gấp 3 lần yêu cầu thu nhập. Đồng bảo trợ, quý vị có thể tìm người đồng bảo trợ tài chánh. Để được tư vấn miễn phí xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118.